xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị đang đến với hội nghị phát triển bền vững Forbes Sustainability Leader Summit 2023 được tổ chức bởi Forbes Việt Nam. Kính mời ông Cường Đặng, CEO công ty BHC Media, đối tác nhượng quyền thương mại của Forbes tại Việt Nam sẽ có lời chia sẻ với tất cả quý vị khách quý. We're here today to discuss some of the most pressing issues facing our planet, from the challenges of achieving net zero carbon emissions to the need to create a circular economy. Climate performance is the new competitiveness, and corporate world is actually taking the lead. That's the way it should be. Thank you. Chúng ta cần có một cái sự nhận thức của lãnh đạo cấp cao. Chúng ta cần một cái tầm nhìn dài hạn, giảm phát thải khí nhà kính nó hoàn toàn là có thể đạt được. Cái ESG là cái phương châm kinh doanh. Chúng ta không thể nào triệt tiêu hoàn toàn về cái chuyện khí thải nhà kính, nhưng mà đưa về net zero và balance toàn bộ cái quá trình của mình làm ra, cũng như cái hành vi của mình làm ra đối với câu chuyện là chúng ta gain được nhiều hơn và trả nó về cho cái mức là balance, là chúng ta get được cái cân bằng, thì cái environment nó sẽ được protect. What we can do to address this problem of pollution, of landfill, and how we move from linear to a circular economy. The question is, what are we as leaders in this room going to do about this? To make Vietnam clean, green, and beautiful, and the world a better place. Và rất là nhiều người, rất là nhiều doanh nghiệp thậm chí còn chưa biết rằng là chính câu chuyện rác thải nhựa cũng là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Có tái chế nhựa thì có 3 từ thôi. Nhưng mà làm thì mất khoảng 2-3 năm để ra một cái sản phẩm tái chế nhựa đạt tiêu chuẩn. Bây giờ mọi người sẽ không nói về khái niệm là recycle là tái chế nữa, mà mọi người sẽ nói khái niệm là tái sinh cái sản phẩm, cung cấp một dòng đời mới, tái sinh vào sản phẩm nhiều hơn. Is to propose in each stores online spare to fix to repair the products. You can do it by yourself, or if you are like me, you don't really know how to do, you can go to stores and we're gonna have people in our stores to fix your products. So that's very important for the circular economy and avoiding waste. Thì cái sứ mệnh quan trọng nhất của chúng tôi đó là giáo dục cho học sinh cũng sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm. So if we don't hold hands together, we cannot change by ourselves just one part of the chain.